Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay là ngày 6 tháng 11 năm 2024. Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn những cây hồ điệp đại hàng Đài Loan, cây cắt ngồng rất là đẹp. Tất cả những cây này thì đã được Sóc Cò phun kích bông rồi, khoảng một tháng nữa thì em sẽ cho ra bông nhé. Hồ điệp Đài Loan là một dòng lan rất là dễ trồng, siêng bông và nhiều màu sắc. Hôm nay về có tất cả là 5 cây 5 màu. Màu Sóc Cò sẽ để trên màn hình cho các bạn, đó chính là cây trắng lưỡi đỏ này, cây hồng Anna nè, cây chớp sữa nè, cây vàng 2035 và cây cuối cùng đó chính là cây chớp đột biến. 5 cây 5 màu, cây rất là đẹp. Màu sắc thì Sóc Cò sẽ viết lên trên lá cho các bạn để các bạn không có bị lộn nhé. Đây, cây màu vàng, vàng 2035 đấy các bạn này, vàng đuôi đỏ rất là đẹp. Tất cả những cây này là cây hàng Đài Loan Sóc Cò trồng, cũng là cây từ cắt ngồng lô này mà ra, cây rất là khỏe mạnh và nhiều màu sắc. Hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là một cây hồ điệp đại hàng Đài Loan, cây cắt ngầu với giá là 65.000 một chậu. Mọi người mà mua 5 cây, Sóc Cò sẽ lựa cho 5 màu khác nhau với giá là 325.000 sẽ được miễn tiền ship. Cây khỏe mạnh, biểu hiện qua gì nè, qua bộ rễ này, rốn trắng này, đầu rễ xanh này, trắng bạch tuyết là trắng lưỡi đỏ như thế này các bạn nhé. Đó, những cái này thì một tháng nữa sẽ làm bông cho các bạn rất là dễ dàng, bởi vì Sóc Cò kích lần này lần thứ tư rồi và cây rất là khỏe mạnh. Cây khỏe mạnh, lá cứng cát, rễ xanh. Cây thứ hai đó chính là cây hồng Anna. Hồng Anna có một mặt bông rất là đẹp, đó chính là rất là giống cây hồ điệp băng băng trước ngàn bông, đầu rễ xanh nha mọi người này. Đó, rất đẹp. Đây là những cây hồ điệp đại đã cắt một đời ngồng đi rồi, nên vì vậy mà sẽ không thể tránh được những lối lá nhẹ như này. Lối này thì lối đã khô rồi, từ nhà vườn rồi, không có lây lan gì cả. Cây thứ ba đó chính là cây trắng chớp sữa. Chớp sữa Sóc Cò sẽ viết chữ lên trên lá là chớp sữa này. Chớp sữa là mặt bông đó chính là màu chủ đạo là màu trắng, cánh của em là màu hồng chớp, gọi là chớp sữa. Rễ rất là đẹp, các bạn nhìn thấy rễ rất đẹp, rất đẹp. Hồ điệp Đài Loan Sóc Cò luôn luôn quan niệm rằng là gì, trồng ra bông lúc nào thì đó là ngày Tết, chứ không phải nhất thiết là phải là chúng ta Tết mới có bông. Bởi vì rằng là cây hồ điệp các bạn mà trồng cứ suốt ngày lo kích bông kích rễ rất là dễ khiến cho cây bị suy nhược và rất là dễ bị chết, nên cứ để các em ra bông một cách tự nhiên là tốt nhất nhé. Cây thứ tư đó chính là cây vàng 2035. Vàng 2035, mặt bông chủ đạo đó chính là màu vàng, lưỡi màu đỏ, rất là đẹp. Cây vàng 2035 thì các bạn có thể là ghép chung 3 cây vàng và một chậu cũng được, giống như Sóc Cò là hiện tại đang trồng đây là 3 cây vàng này và một chậu, và hiện tại em đang ra là rất là nhiều ngồng đằng sau một nụ này. Hoặc có thể các bạn là gì, ghép chéo như là gì, màu trắng, màu đột biến, màu vàng chung vào một chậu như thế này cũng được. Hiện tại là bên này này là 3 màu, đây là màu đột biến này, màu trắng và màu vàng chung vào một chậu mổ này. Hoặc là Sóc Cò ghép 3 cây trắng vào một chậu như thế này cũng được. Cây rất là khỏe mạnh. Cây này là cây đột biến, đột biến rốn trắng, rễ xanh, để các bạn về trồng cây không có bị suy nhược. Cây rất là khỏe mạnh. Ngoài kích bông ra thì Sóc Cò cũng phun thêm một lớp nữa, đó chính là ngừa thối nhũn đấy các bạn. Lớp trắng này này là ngừa thối nhũn đấy, rất là đẹp. 5 cây 5 màu. Hiện tại vườn của Sóc Cò đang nở rất là nhiều và Sóc Cò rất là khoái cho các em xuống dưới để được ngắm các em gần hơn. Không nhất thiết là phải Tết các em mới có bông. Hiện tại Sóc Cò thấy là Tết cũng đã về rồi, rất là đẹp, đẹp lắm. Nhiều màu sắc, hàng đại, có cây ra 2 ngồng hoặc có thể có cây ra 3 ngồng đậm. 5 cây 5 màu cho các bạn. Còn nếu các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây cũng được, phí ship là 35.000. Cố gắng giúp Sóc Cò là lấy một combo 5 cây 5 màu để được miễn tiền ship. Sóc Cò sẽ lựa cho các bạn là được 5 màu, bao gồm là cây màu trắng lấy đỏ, trắng lấy đỏ nè, và cây thứ hai đó chính là cây vàng, cây thứ ba là cây đột biến, cây chớp sữa và cây hồng Anna. Thì hiện tại ở khu vườn nhà Sóc Cò thì không có lở. Sóc Cò sẽ để trên màn hình cho các bạn nhìn dễ. Hồng thì Sóc Cò thấy là ngoài các em mới trồng ra bông rất là to ra, các em còn phân nhánh như này, mọi người thấy không? Cây hồng
phần nhánh rất là đẹp, mặt bông rất đẹp luôn nhé, rất đẹp. Và cũng vậy này, thực tế ra là chúng ta nhìn ở khu vườn chúng ta tưởng nhiều màu sắc nhưng mà màu chủ đạo chính vẫn là trắng vàng tím hồng. Mọi người nhìn kỹ mà xem, để sóc cò lia cho ông kính mọi người nhé. Nhìn nó vẻ là thế, là rất là nhiều màu sắc nhưng mà chủ đạo chỉ có 4 đến 5 màu thôi, ví dụ như là trắng này, vàng nè, màu hồng nè, đột biến này và màu tím đó. Nhìn vậy thôi có 4 màu 5 màu chủ đạo không à. Hồ điệp Đài Loan cây rất là khỏe mạnh, màu sắc thì sóc cò viết lên trên lá, sóc cò bảo hành chuẩn cây hàng Đài Loan, và màu sắc thì sóc cò cũng bảo hành chuẩn. Và ngoài ra đó chính là những cây này, cây hồ điệp đại nhiều màu sắc, chứ không phải là bán cho các bạn là cây một màu giống như là chúng ta hay bị mua. Ví dụ như là cây hồng Anna kiểu lá khác này, cây trắng chớp sứa cũng sẽ khác đi này, hoặc là trắng đi đỏ lá sẽ khác, vàng thì lá sẽ tròn và bóng, còn đâu là cây đột biến thì lá nó lại nhỏ hơn. Đó, đây mọi người nhìn thấy kiểu lá khác nhau hoàn toàn luôn, nên vì vậy mà khá là yên tâm khi mua hàng bên sóc cò, nhiều màu sắc rất là đẹp, rất thích, hiện tại đang ra bông rất là thích, khoái lắm. Sóc cò rất là thích ngắm lúc em đang ra bông như này, không quan niệm là ngày Tết mà lúc nào cũng vậy, cứ ra bông là thấy thích rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.